Gân bò muối hiện đang là trào lưu của nhiều thực khách trên bàn nhậu bởi vị chua ngọt giòn sật sật của gân bò rất ngon và hấp dẫn. Tuy nhiên, gân bò có thật sự tốt cho sức khỏe hay không đang là điều thắc mắc của nhiều người. Thực tế cho thấy, gân bò muối không những ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe. Gân bò rất giàu vitamin và collagen tốt cho cơ thể. Collagen là một dạng protein, thành phần giúp da căng mịn, săn chắc, giữ gìn và bảo quản các mô liên kết, đặc biệt rất tốt cho phụ nữ. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ngon Và Lành của Đài Kỹ Thuật Số VTC. Hôm nay khách sạn Summer chúng tôi xin gửi tới các bạn món ăn đó là gân bò muối. Để chế biến món gân bò muối thì chúng ta phải có gân bò. Gân bò thì chúng ta mua ở chợ về, phải chọn gân bò phải trong, tươi và mới làm thì chúng ta ngâm nó sẽ ngon hơn. Tại vì sao người ta muối gân bò? Thì gân bò này, để mà được muối gân bò này thì ăn sẽ giòn và dai và tạo được cái mùi thơm của thịt bò. Sau khi gân đã mua về thì chúng ta phải rửa cho nó sạch sẽ và tránh những cái tạp chất vi khuẩn ở trong gân bò. Trong nước thì chúng ta sẽ bỏ một ít muối vào và đánh tan, thì nó muối là nó sẽ tẩy sạch cái vi khuẩn ở trong cái gân bò và nó sẽ sạch sẽ, tạo cho mình được món ăn sạch sẽ. Đấy, chúng ta phải rửa sạch và vuốt hết tất cả các cái mỡ ở trong cái gân bò này ra thì món ăn nó mới đảm bảo được chất lượng. Sau khi chúng ta là rửa sạch sẽ thì gân bò thì chúng ta bây giờ là đến công đoạn là chúng ta phải lọc sạch mỡ và những cái bám bẩn ở trong gân bò. Tại vì sao chúng ta phải lọc cái mỡ? Tại vì là cái mỡ này mà lúc ngâm vào giấm thì nó sẽ tạo ra một cái chất mang, nó sẽ tạo cái độ ngậy và không ngon của cái món gân bò muối. Bước tiếp theo chúng ta sẽ luộc gân bò. Thì trong luộc gân bò chúng ta sẽ đổ nước vào. Cái lượng nước luộc gân bò là phải ngập cái gân bò thì nó mới mềm và chín và nó ngậm được cái gân bò của chúng ta. Đấy, chúng ta bỏ gân bò vào. Sau khi chúng ta được vào thì chúng ta sẽ bỏ gia vị vào, gồm có muối này, cơ nó này và mì chính. Ngoài gia vị ra thì chúng ta phải cho thêm 3 lát gừng vào, thì để gừng thái lát và đập dập thì nó sẽ tạo được cái mùi thơm và mùi chín của gân bò. Chúng ta bỏ gia vị vào thì nó sẽ ngậm vào gân bò và ăn sẽ ngon hơn. Và bỏ gừng vào sẽ nó khử được cái mùi của gân bò.
Thế trong lúc chúng ta chờ luộc gân bò thì bây giờ chúng ta sẽ pha nước ngấm. Thì nước ngấm thì chúng ta gồm có là giấm, mắm và đường cùng với là gừng, riềng, tỏi, ớt và tiêu xanh. Thì bây giờ là chúng ta sẽ pha nước ngấm gân bò gồm thì ta giấm nó có trong ta bỏ trong khoảng 6 muỗng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho thêm 3 muỗng nước mắm. Và 3 muỗng đường. Và chúng ta sẽ bây giờ sẽ đánh đánh tan đều và bắc lên bếp nấu trong trong vòng 5 phút. Trong lúc chúng ta pha chế xong nước ngấm thì gân cũng đã chín và chúng ta sẽ vớt ra gân ra. Thì gân vớt ra thì chúng ta phải rửa qua nhúng qua nước lạnh và chúng ta phải bỏ đá vào, đá lạnh vào. Thì khi chúng ta vớt gân bò ra, chúng ta phải ngâm qua nước đá là vì để cho gân bò được giòn và trắng trắng hơn. Chúng ta vớt ra và ngâm vào nước đá, ngâm vào khoảng 2 phút thì gân bò sẽ trắng và giòn. Thế trong lúc chúng ta đang chờ gân bò ngấm trong nước đá thì chúng ta sẽ nấu nước ngấm gân bò và chúng ta bắt bếp. Chúng ta nấu cho sôi một chảo lửa là sẽ được. Trong lúc nấu thì chúng ta phải là đảo đều không nó sẽ chảy cái đường. Tại vì sao chúng ta phải nấu nấu cái nước giấm và nước mắm và đường này lên, đó là tại vì chúng ta nấu cái này lên thì nó sẽ được đảm bảo và giữ cái nước ngấm bắp gân bò mình được ăn lâu hơn và để được lâu hơn, bảo quản được lâu hơn. Thế trong lúc chúng ta chờ nước ngấm nó nguội thì chúng ta sẽ thái những cái gia vị bỏ vào nước ngấm gân bò. Chúng ta sẽ sơ chế gừng, chúng ta sẽ có gừng, gừng chúng ta sẽ thái lát. Tiếp đến chúng ta sẽ thái riêng, riêng chúng ta cũng thái lát. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ thái lát tỏi. Tỏi chúng ta phải tròn củ, vừa tròn ngon. Đây chúng ta sẽ bóc vỏ. Rồi chúng ta cũng sẽ thái lát mỏng. Tiếp theo đến chúng ta thái thêm ớt, ớt sừng to. Chúng ta thái một nửa quả. Ớt này chúng ta thái thì chúng ta phải bỏ hạt. Và cuối cùng trong cái nước ngấm thì chúng ta còn có tiêu xanh. Thì sau khi chúng ta là chuẩn bị tất cả các gia vị vào nước ngấm thì chúng ta sẽ bỏ gia vị vào tất cả gia vị vào nước ngấm.
Thì sau khi chúng ta đã pha xong nước ngấm thì gân bò cũng đã nguội và giòn. Thì bây giờ chúng ta sẽ thái. Thái gân bò và bỏ vào nước ngấm, chúng ta ngâm. Thì bây giờ gân bò rất mềm ngon, rất rất giòn rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ ngấm, ngấm thì sau khoảng 1-2 ngày là chúng ta sẽ có thể ăn được và ngon. Tốt nhất là mình ăn trong vòng 3 ngày đổ lại, làm lượng vừa phải, ăn trong vòng 3 ngày đổ lại. Chúng ta thái gân bò này sẽ thái từng lát mỏng vừa ăn thì nó sẽ giòn. Chúng ta không thái mỏng quá mà cũng không thái dày quá nhé. Thì sau khi chúng ta là thái xong thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ gân bò vào nồi nước ngấm. Thì sau khi chúng ta đã bỏ gân bò vào hỗn hợp nước ngấm thì chúng ta đã hoàn thành món gân bò muối. Một số lưu ý về món gân bò muối là như thế này. Một là gân bò lúc mua về chúng ta phải chọn gân bò trắng trong và ít mỡ bám vào. Thứ hai là gân bò trong lúc luộc thì phải luộc chín tới, không luộc thời gian lâu quá nó sẽ nhũn và mềm gân bò. Và luộc không sống thì nó sẽ ăn và sẽ đau bụng và không đạt hiệu quả. Và cái thứ ba nữa là gân bò trong lúc mà muối xong thì luộc xong thì phải ngâm qua nước đá thì nó sẽ giòn và trắng gân bò hơn và trông đẹp mắt. Và cái cuối cùng đó là gân bò ngâm thì mình phải bỏ tủ lạnh trong vòng 2-3 đến 3 ngày thì nó sẽ ngấm gia vị và ăn sẽ ngon hơn. Gân bò muối đạt yêu cầu phải có màu sắc trong vàng hoặc trắng ngà, không dính mỡ hoặc bèo nhào. Khi ăn không dai, khi nhai không bị sơ mà giòn sần sật, thấm đều nước ngâm, có vị đậm đà, vừa miệng lại chua chua, hơi ngọt, cay cay vị ớt, thơm thơm mùi tỏi. Nhắm trực tiếp với bia hoặc rượu, ăn kèm cà chua, dưa chuột, rau thơm thì càng ngon. Món ăn này không những thơm ngon mà còn rất giàu dinh dưỡng, bổ sung collagen, giúp làn da phụ nữ đẹp và không bị chảy xệ.